Da bạn này bị mụn ẩn két rất là chặt. Quá trời mụn đấy, vừa nãy mụn với chân mày quá trời mụn luôn. Chân mụn của bạn này tương đối dài. Quá trời mụn ẩn, da toàn mụn ẩn, chân nó dài. Hôm nay nó còn đỡ dễ đáy hơn mụn trước. Nhiều khi mình để tí mình quay lại mình đấy. Cứng đấy.
ăn đồ cứng. Mụ ăn cứng vào. Cho chị cái bao tay khác hẻo. Đây này sắp xong rồi. Để đôi thuốc dưỡng mồm còn mới tốt cả nha em nha, không nó kết và không lấy được nha. Mồm còn nó kết chặt luôn á. Mồm còn bị khó lấy. Hải Âu để ý vùng này Hải Âu nha. Cách đặt tay á. Chú ý là cái cách đặt tay á. Em có thể nót bông nha. Có thể nót bông nếu như em cảm thấy nó khó ra nha. Nên chỗ này mà em không lấy được là bị chai ngay lại. Không những bị chai mà viêm nữa. Nhất đối với da của bạn này. Nó vừa mọc mà nó vừa kép này. Ráng cho bé nha, xíu nha. Thấy cho nó đỡ. Cố gắng một tí. Cố gắng một tí. Kì, chân to kinh khủng. Một của ra ba cục. Làm sao mà nó kết chặt mà. Bạn bé sắp xong rồi. Cái mụn rất là dài mà nó có cái chân rất là sâu. Tí nữa. Cái này 5-6 cái. Em cứ tỉa cái nào lấy dễ thì em lấy. Mặt độ của bạn có nhiều mụn ẩn ở dưới lắm. Nhiều. Đó là mình nặng này. Lưu từ nỗi trên đầu mình quá trời luôn ạ. Kép chặt nào. Cứng kinh khủng luôn á. Cái này còn chân ở dưới này. Nó ẩn sâu bên trong á.
Mình làm thế là chỗ này nó phòng nên là mình khó nhìn cái đầu bụng. Thật là không em, cố gắng. Nếu cho em đi thì em thấy được cái hiệu quả không đỡ ra. Quá là trời mụn rồi. Nó có cái bạn gì á, hai chị em mình á? Những người thích chiến đấu không? Bạn bây giờ đỡ không? Ừ, ra thỉnh thoảng đến. Đỡ nhiều lắm rồi. Chỗ cái mặt đấy là viêm nang, ăn luôn hết á. Ăn luôn hết dưới da á. Nó phải nói là kinh khủng. Hết, bạn bè đã hết chân rồi, không bị nè. Nếu mà mặt bạn này không điều trị một thời gian chắc nó bùng lên. Nó bùng lên, nó xong toàn cục bự á. Cái này không cần phải không điều trị mà chỉ cần đi lấy đâu mà người ta lấy không chuẩn kỹ thuật này nó sưng hết này nè. Đây này, nó cứ ăn luôn từ độ cái lông nọ xong rồi cái lông kia. Cái này nó chìm hẳn dưới da luôn á. Ba cục luôn đấy, một cục đây, một cục này. Các bạn sao mà viêm liên cầu này gì đây này, đây này, đây còn hai cục nữa này. Ừ. Tại sao nó ăn mồi dưới da này vậy? Đó, thấy chưa? Ba cục liền nhau rất là to luôn, nhìn thì nó rất là bình thường. Ừ, đây còn hai cục nữa này, đây này. Thế nên là sẽ ăn hết cái mớ chỗ này luôn. Nào. Cái nặng rồi. Cái à? Rồi cho cái cục dưới ra luôn. Ok đây nào. Về chỗ này á, nó có nên một tí đầu trắng là bình thường nha bé nhá. Nó còn một tí nữa nha. Xong rồi. Ok em. Nó cứ ăn ở hình thể ông này. Nhớ được chị nhận ra này này. Em phải nói cũng số lần nhiều lên này. Mình lấy thì ấy mà em á, ví dụ như em báo cái số lần ấy, em phải báo số lần nhiều lên. Cái mụn này rất là khó lấy. Em lấy cái máy ra nó sẽ nhịn. Mụn dính cứ ăn sâu không? Cái mụn này nó khép, nó chặt bên trong á. Cái mức độ mình đè mình cũng tắt mồ hôi tay thôi chứ. Cái thứ ba cái cục này thì nó đơn giản mà mình không nói rồi. Đúng là cái mình khép như vậy. Bạn này ra bạn mũi vẫn mỏng. Mỏng cái kia khô quá. Quá mỏng. Cái này còn chân nữa. To luôn á. Đấy nha, đấy. Hình như con giỏi. Nó không hết đây. Cái này nó còn ít chân ở dưới cái cạnh này sao này. Còn một tí nữa, nó sẽ còn một tí ở dưới. Kinh không? Mũi này mà sửa chắc phải lấy 5-7 lần để hết được. Tại mũi sửa mình không thể ấn mới được, mình sẽ ấn một tí một.
đối với trường hợp mũi sườn mình hẹn cúc này thì 5 lần. Không ấn một lần nên nó gãy mũi người ta mất. Đúng rồi, mũi thật là đè mạnh được. Mũi sửa hải em phải giữ tốt xong bắt đầu nó cứ từ từ nó cái mụn lên dần. Cái mụn, cái cách mình lấy mình đã không nên dần là không phải nó làm mủ như bé nhá. Nó sẽ làm mềm cái đầu mụn ra, nó đưa lên dễ lấy hơn nhá bé nhá. Thế em đi chỗ khác mà người ta lấy mà nó làm mủ nên nó viêm lên là người ta điều trị em là đang bị hôm bữa mình phân tích á. Mũi sửa là sao? Hả? Người năng á, ví dụ em sửa mũi á. Em đâu có sửa mũi. Không, ý là chị nói là nếu đối với cái trường hợp mũi mụn của em á, mà mũi sửa là phải lấy 5-7 lần mới hết được cái cục mụn đó. Cái còn cái mũi của em là lấy ra là ổn. Tại vì mũi em là mũi thật. Mũi xịn sò. Cái chỗ này á, một là em đặt như thế này. Đúng không? Với điều kiện là mũi thật. Nhưng mũi giả thì cứ phải từ từ, ấn từ từ. Nó ra, nó chỉ ra một tí đầu kệ nó. Rồi từ từ nó sẽ ra hết, nhưng mà chắc phải 5-7 lần mình dưỡng tốt vào. Còn mũi này thì có thể ấn như thế này, nhưng mà hơi ngược tay là khó, nhưng mà em ấn như thế này này, em đè bông hai bên là thì đây này, thấy không? Mình thấy không được, đây chưa được này. Đến mình mà mình còn phải xoay người tay, đúng rồi. Chứ không phải mình đưa một cái là vào được, đúng không? Thả lỏng ra bé, ông chết chị chưa lấy chỗ này cho em. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Cái này thì chúng ta có thể đưa này, nó giảm cái vấn đề đau cho khách hàng. Ừ, được. Thế là hai lần chị lấy bé. Thả lỏng ra. Hay còn này, để kệ nó là sao lấy. Nó không sưng đi đâu. Đây này, cái cục này. Làm dứt khoát vào nha. Em làm chỗ này là phải dứt khoát, ướm tay này dứt khoát vào. Mình có thể ướm nó sao kệ em, nhưng mà em đã đưa vào em ấn là nó phải ra từ từ ấn này. Ấn từ từ, cái cách ấn của mình chưa? Này, ấn từ từ này. Đúng không? Rồi mình coi xem nào. Gạt nó đi coi xem nó còn không. Cái này là hết rồi nha. Rồi, lần sau này đi. Quá trời. Bạn nào đang phụ bạn này đây? Thứ nhất, bạn này phải không vào ra mới phải dưới này được.